Không để fan đợi lâu, Dương Dương và Địch Đại Nhật Ba chính thức tái hợp trong phim cổ trang. Có thông tin cho biết Dương Dương và Địch Đại Nhật Ba sắp hợp tác trong phim cổ trang mới. Dương Dương và Địch Đại Nhật Ba lần đầu hợp tác trong bộ Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh và gặt hái được thành tích lớn. Là bộ đôi đỉnh lưu lượng đỉnh đám showbiz lại có ngoại hình cực phẩm, vậy nên cặp đôi được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình. Dù không thành đôi ngoài đời, vậy nhưng nhiều khán giả vẫn kỳ vọng Dương Dương và Địch Đại Nhật Ba sẽ tái hợp trong một bộ phim mới. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho biết Dương Dương sẽ trở thành nam chính của dự án phim cổ trang Phàm Nhân Tu Tiên, sở hữu ngoại hình điển trai, vậy nên chàng mỹ nam cần cực ngọt các tạo hình cổ trang trên màn ảnh. Thêm vào đó đây là dự án đại nam chủ, vậy nên khả năng Dương Dương nhận phim là rất cao. Bên cạnh đó, khán giả hy vọng rằng Địch Đại Nhật Ba cũng được mời tham gia vào dự án phim này, sở hữu nhan sắc ấn tượng, vậy nên tạo hình cổ trang của cô nàng cũng được khán giả cực kỳ yêu thích. Thêm vào đó, chemistry của Dương Dương và Địch Đại Nhật Ba ở Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh cũng cực kỳ xuất sắc, vậy nên việc tái hợp chắc chắn sẽ tạo ra được những khung cảnh tình bề bình. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng khả năng Dương Dương và Nhật Ba tái hợp là rất thấp. Nếu lần này lại đóng cặp cùng nhau, chắc chắn sẽ gây nhiều sóng gió hơn nữa. Tin tức yêu đương của cặp đôi này chắc chắn sẽ còn được lan truyền mạnh mẽ hơn cả thời đồng Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Bên cạnh đó có thông tin cho biết Địch Đại Nhật Ba sắp tham gia vào một dự án phim hiện đại mang tên Kiếm Sắc Và Hoa Hồng. Dù vậy, rất nhiều fan couple của Kiêu Hãnh Phu Phụ vẫn hy vọng cặp đôi có thể tái hợp trong dự án Phàm Nhân Tu Tiên lần này. Tuy nhiên tin tức tham gia dự án này vẫn chưa được phía Dương Dương xác nhận. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!